anh ơi, thế đối với những cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục ấy thì sẽ có những cái biểu hiện như thế nào ạ? Nếu mà nói về triệu chứng thì các cái bệnh lây truyền qua tình dục có thể biểu hiện một số các triệu chứng lên trên cái cơ quan sinh dục của cái người mắc bệnh. Thì để cho các bạn xóa dễ hình dung thì anh chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là đau. Cái người đó sẽ bị đau ở cái cơ quan sinh dục, đau tự nhiên tức là mình tự nhiên mình đau chứ mình không có cần phải làm gì hết rồi có thể đau khi mình đụng chạm đau khi mình đi vệ sinh và đau khi mình đi quan hệ tình dục đó thì đó là biểu hiện đau à, biểu hiện đau này thì nó có thể gợi ý là mình có bắt một cái viêm nhiễm nào đó và có nhiều khả năng là nó là cái bệnh lây truyền tình dục nếu người đó có cái tiền sử hành vi không có an toàn cái nhóm triệu à, chứng thứ hai là bị tiết dịch bất thường à, nôm na là chúng ta sẽ bị chảy mũ hoặc là bị huyết trắng ở nữ à, chảy mũ thì có thể xuất hiện ở nam cái tiết dịch bất thường đó thì nó có thể xuất hiện ở cơ quan sinh dục và nó cũng có thể xuất hiện ở cái phần hậu môn nếu như người đó có cái quan hệ ngã sau à, cái nhóm thứ ba là nó có những cái biểu hiện sang thương bất thường ví dụ như nó bị lở loét nó xuất hiện những cái nốt nó xuất hiện những cái mụn những cái mục một số các biểu hiện kèm theo ví dụ như bị ngứa có một số người thì có thể bị đau cái bụng một cách nó giống như đau bụng kinh nhưng mà nó không phải đau bụng kinh thì à, những cái trường hợp đó cũng có thể gợi ý là một cái trường hợp bị bệnh là trường tình dục thì khi mà có một trong các cái biểu hiện như vậy Thì chúng ta nên nhanh chóng đến với một cái cơ sở y tế nào đó uy tín Để chúng ta làm những cái xét nghiệm, chúng ta được thăm khám Để chúng ta chẩn đoán cái bệnh lây truyền tình dục Ồ, vậy anh Thủ ơi, cho em hỏi một câu là Có khi nào mầm bệnh nó ẩn mình mà không hề xuất hiện một cái triệu chứng nào không anh? Ồ, một câu hỏi rất hay à, Có chứ, hồi nãy anh có nói rồi là cái bệnh nó có thể Cái tính chất nguy hiểm thứ ba đó Là nó có thể rất là âm thầm như vậy thì người ta thấy rằng là 50% những cái người mắc cái bệnh lây truyền tình dục có thể hoàn toàn không có một cái biểu hiện nào ra bên ngoài hết Người đó không nghĩ mình mắc bệnh luôn và vì mình không có triệu chứng gì hết Nhưng mà không triệu chứng không nghĩa là người này không lây like. à, Chứ như vậy thì là chúng ta thấy rằng là khuyến cáo là, là cho dù không có triệu chứng nào hết Và nếu chúng ta có một cái đời sống tình dục tương đối là hoạt động chúng ta vẫn còn sinh hoạt tình dục Thì khuyến cáo là nên làm xét nghiệm định kỳ mỗi 6 tháng một lần À, chúng ta đến một cái cơ sở y tế nào đó chúng ta làm những cái xét nghiệm tầm soát bệnh lây truyền tình dục chúng ta phải nói cụ thể như vậy để bác sĩ họ có cái thái độ làm cái xét nghiệm đúng cho chúng ta